Ê, hello gì? Rồi tới rồi ha. Ok, ngày hôm nay Việt Thảo sẽ bắt đầu thu hình những cái món ăn ở tại phở Ồ Gia, Vietnam Cuisine của Việt Thảo. Đúng ra thì Việt Thảo chưa có giới thiệu, nhưng mà có nhiều fan của Việt Thảo muốn biết là tiệm Việt Thảo có bán cái gì, thức ăn là làm sao, để mọi người đến ủng hộ, được thì đến, còn không được thì cũng đến để mà cũng xem qua cho biết. Cho nên Việt Thảo quyết định là bắt đầu từ hôm nay, Việt Thảo sẽ thu hình tất cả những món ăn mà trong quán Việt Thảo có. Nghe thì dữ dội lắm nghe, nhưng cũng không có bao nhiêu món đâu. Thì ngày hôm nay mình thu hình có thể đầu tiên đó là giới thiệu cái món mà ít có ai có, đó là món bánh mì bò New York Steak. Cái này 20 đồng bổ nha. Alright, rồi bây giờ vô chỗ bánh mì. Ok, đầu tiên là bánh mì. Đây, đây là cái ổ bánh mì mà Việt Thảo đã cắt ra rồi, nó dài 9 inch. Một ổ bánh mì đó nó dài tất cả là 27 inch, có thể dài hơn, ngắn hơn chút, nhưng mình chia là 9 inch. Nếu mà mình đi mua bánh mì về ăn, bánh mì mới ăn liền, lỡ bánh mì mình ăn không hết thì làm sao? Mình phải bỏ vô trong ngăn đá liền. Cho nên cái hay nhất đó khi mới mua bánh mì về, hết không hết gì ngang, cái nào ăn liền ăn, còn không nó bỏ gì liền ngăn đá nha các bạn. Bỏ ngăn đá xong rồi thì nó frozen, nó cứng nhắc à. Cho đến khi ăn mình phải lấy ra mình phải để cho nguội nhá. Và bây giờ muốn ăn lại ngon phải sao? Thường là mình bỏ vô trong cái lò nướng. Ở đây Việt Thảo có phương pháp chỉ luôn cho các bạn nè. Cho nên các bạn không hiểu, các bạn nói ở bánh mì cũ mới bỏ và bỏ microwave, dạ không phải nha. Cái microwave đó nó làm cho cái bánh mì này nó dai nhẹ lại, nó xả đá nha, nó xả cái độ lạnh ấm lại. Và khi mình nướng lên, cái da này nó không giòn, để đến độ là mình cắn nó bể hay là nó đau trong miệng của mình. Đó là cái bí quyết theo kiểu của Việt Thảo, là mình phải đi microwave trước nha. Đây, microwave. Bánh mì mới nha các bạn, nhìn nè, xốp xộp nha, mềm nha. Nếu cái này mà đi nướng vô liền đó thì bánh mì khi ăn nó sẽ bị cứng, giòn mà giòn cứng lắm. Cái này giòn xốp mềm. Bỏ vô 20 giây, theo của Việt Thảo 20 giây. Nộp. 20 giây, time cook 20, start. Nó vừa đủ làm cho cái bánh mì ấm lên. 10, 9, 8, tức là 5, 5, 3, 2. Đây, các bạn nhìn xem nè, bánh mì không có gì khác hết. Đúng là như bánh mì mới vậy nha, bánh mì xốp nhẹ nè. Rồi, bây giờ giai đoạn kế tiếp là gì? Mình chẻ bánh mì ra để mình trét bơ. Nhưng chẻ bánh mì đó mà bây giờ bánh mì mềm thì mình dùng cái dao cắt nó không được. Đó là lý do tại sao Việt Thảo phải dùng cây kéo. Đây là MC Việt Thảo Cooking Style nha các bạn, phong cách Việt Thảo. Và chỉ cho các bạn luôn, khi bánh mì mềm như thế này, mình chỉ còn cách là mình dùng cái kéo nè, cắt nó dễ hơn nè, các bạn thấy không? Đó, mình mới tách nó ra. Ui cha, nó nóng hổi, nó bốc khói nè. Các bạn thấy nó bốc khói nè. Thấy chưa? Bây giờ, đây là bơ. Cái bơ này là do Việt Thảo làm luôn. Nếu cần nó một chút nữa, có thời gian Việt Thảo sẽ chỉ cho các bạn cách làm bơ luôn nha. Thấy chưa? Đây, trét bơ lên nè. Thì bây giờ mình mới bỏ vô qua cái oven để cho nó chạy qua, cho nó nóng lên. Thì trong thời gian chạy này, Việt Thảo giải thích thêm cái bơ đó. Cái bơ Việt Thảo làm, đây là cho chính tay Việt Thảo làm nha. Và theo kiểu phong cách Việt Thảo, trứng gà, hột gà đó, mình lấy trồng đỏ. 30 cái hột gà, làm được có 2 hộp vậy thôi nha các bạn. Dạ, yeah. Đó, một cái hộp như này. Làm kẹo lại, trong đó có tỏi nè, trong đó có chanh nè, trong đó có muối nè. Tại sao có chanh? Chanh á, mục đích của mình là gì? Pasteurize, tức là làm cho cái lòng đỏ trứng gà nó được khử trùng. À, cái điều này mọi người không nghĩ ra nha. Nói rằng ở đổ để chanh nó chua sao, không sao, cái chua nhẹ nó hay lắm. Nhưng mà cái chanh chua là khử trùng trong trường hợp lỡ những cái lòng đỏ trứng gà nó có bacteria, có vi khuẩn. Rồi, bây giờ bánh mì đã ra tới rồi, nè các bạn coi. Ôi trời ơi, nó thơm phức trong mũi của mình. Cái bơ nè, trong này có tỏi nè, do nướng nóng lên nha, nó thơm phức. Rồi, thì cái cách bánh mì của người ta là người ta để thịt trước, của Việt Thảo không có nha, để ngò trước nè. Mình để rau bên dưới để chi được hồi cái thịt bò đó, cái thịt nó đè lên bên trên. Dạ. Thì các bạn sẽ nói, ôi từ đó giờ tôi ăn tôi thấy người ta để rau sao? Mỗi người có một kiểu cách nha, đây là cách của Việt Thảo. Dạ. Dưa leo, ớt. Ở nhà các bạn làm bánh mì cũng vậy. Và đây dưa chua cũng do chính Việt Thảo làm đồ chua. Rồi, mình có tiêu nha. Mình có xì dầu. Rồi, bây giờ là mình chờ cái thịt bò nướng đem ra nữa là mình bỏ vào. Thì cái dưa chua này đó các bạn làm rất dễ nha. Mình chỉ cần có giấm
và đường, chỉ có vậy thôi. Thì cái dưa chua này, trong này có carrot nè. Dạ. Giòn trong miệng. Cái này là củ cải trắng. Nhưng cách làm đầu tiên đó, cái carrot. Rồi thịt bò ra, một chút mình xuống tiếp. Đây, úi chà, nhiều quá. Một ổ bánh mì đó, mình chỉ làm phân nửa thịt này thôi nha các bạn. Đây là 1 pound cut của cái miếng bò New York. Mình chia đôi ra. Thì ở trên cái miếng thịt bò này mình cũng đã có nước sốt rồi nha. Nè các bạn nhìn miếng thịt bò nè. Đó, thấy chưa? Chị chín tới ngon không? Và đây là nước sốt mà Dương Thảo làm riêng ra. Thì bây giờ cái này đó. Úi chà. Bây giờ các bạn mới hiểu tại sao một ổ bánh mì thịt bò mà nó 20 đô la nhá. Còn nữa nè. Úi chà, nhiều quá. Không có chỗ để thịt luôn. Đó các bạn thấy chưa? Thử. Ú chà ơi. Nó mềm, nó ngọt, nó thơm. Rồi, đây là cái nước sốt mà Diệp Thảo tự làm nha. Nước sốt. Một chút Diệp Thảo giải thích bây giờ làm lẹ cho ăn nè. Đây, chế lên. Rồi, tiêu. Cái tiêu này nó có chút xíu muối trong đó nha các bạn. Còn đây là cái xì dầu. Như Việt Thảo nói cái này là Maggi mình chế ra nha. Một chút Việt Thảo chỉ cho các bạn làm luôn, dễ lắm. Như vậy thì đây là cái ổ bánh mì bò New York Steak. Oh man, cái này một hồi là chảy nước mà thấy thương luôn. Rồi, bây giờ mình đi ra mình ăn nha. Ok, đây là bánh mì bò New York. MC Việt Thảo's Cooking Style. Đây, đã không? Úi chà, rớt rồi. Úi chà. Quá ngon. Thường thường mình ăn bò New York, ăn với bánh mì mà mình để riêng ở ngoài, ăn steak. Chứ ít ai bỏ chung gì lắm. Đây. Bây giờ các bạn để ý nha, là sẽ thấy khi mà Diệp Thảo ăn thì bánh mì sẽ không bị bể nát ra. Nó giòn, nó xốp trong miệng, nó không cứng. Coi nha. Nó hoàn toàn không phải là bò steak, bò ăn kiểu steak. Tại vì trong này nó quẩn quyện, nó hòa quyện trong đó. Đương nhiên có nước sốt rồi. Cái mê này, tức là mình hay gọi cái bơ mà Việt Thảo đánh từ trứng ra đó. Nó chua nhẹ và nó hơi mặn mặn nhẹ mà béo. Cầm với dưa leo, ngò, dưa chua kiểu Việt Nam mình. Cho nên cái ổ bánh mì này đó, nó khác thường thường Tây Phương là ăn steak nha. Mình ăn bánh mì mà có dưa chua, úi cha, nó lạ. Trong này có ớt mễ nè, ớt xanh mà trái bự, chưa đủ đã. Tú ơi, cho chú xin mấy trái ớt hiểm, với lại cho chú một ly cà phê sữa đá luôn. Dạ. Ăn bánh mì phải uống cà phê. Cảm ơn cưng. Dạ, dạ cảm ơn Tú. Tại sao mình không gọi là bánh mì bò ribeye mà gọi bánh mì bò New York Steak? Tại vì mặc dầu làm từ ribeye nha, là ngon, là chất lượng hơn cả New York Steak nữa. Nhưng mà nếu mình gọi bánh mì bò ribeye nghe nó riêng biệt qua cái tên gọi của thịt bò. Nhưng mà nếu mình gọi bò bánh mì New York nha, là nó liên quan tới cả một cái thành phố nữa, nổi tiếng của Hoa Kỳ. Cho nên cái tên gọi nó quen như vậy, nhưng thật sự làm là từ ribeye. Rồi ăn tiếp nha, bây giờ đó có trái ớt nè, nó mới sướng nè. À cay. Cái cay nó sốc trong miệng một cái. Ăn nó tăng hương vị bánh mì lên liền. Ok.
Các bạn thấy rõ ràng thì bánh mì không bể nha. Vẫn còn giòn còn xốp nha. Ui chà. Ngon. Uống miếng cà phê. Cái cà phê sữa đá ở đây đó, tôi hay chọc ghẹo với khách. Có người, nhiều người nói là tôi không biết uống cà phê, tôi không thích uống cà phê. Tôi nói uống thử đi, cái này cà phê mà không phải cà phê. Người ta đũa xong cà phê không phải cà phê. Là tại vì thường thường cà phê sữa đá Việt Nam mình đó là phải đậm. Uống dù là cà phê phải đắng, phải sốc, nhiều người uống không nổi, uống tỉnh ngủ luôn. Nhưng mà cà phê này không phải cà phê, tức là không có đậm đà như vậy. Nhưng mà nó ngọt ngào. Đây, cà phê, phở, oh yeah, Vietnamese cuisine. Nhá. Tiếp tục xin ăn nữa ổ mì nha. Nhìn Dược Thảo ăn mà thèm nha. Wow. Giờ không dám ăn. Sợ nó hết. Miếng thịt bò các bạn coi nè. Chất lượng luôn. Đây là dưa leo nè. Đậu ngâm nó có bể. Còn cách làm dưa chua dễ lắm các bạn nha. Cà rốt bào ra, củ cải trắng bào ra. Xong rồi nha, nhớ nha. Củ cải rốt để riêng, củ cải đỏ đó, củ cải trắng để riêng. Xong rồi bạn lấy muối đổ vào, đổ cắp muối vô, nhiều ít được không sao, đổ vô đó. Để trộn lên thì cái muối làm cho cà rốt nó bị ra cái nhựa. À, cái muối làm cho cái củ cải trắng nó ra cái nhựa. Các bạn trộn lên rồi sẽ thấy nước nó ra. Khi nó ra cái nhựa bớt rồi thì mình đi xả nước lạnh lại cho nó sạch nhá. Sạch xong xuôi để cho ráo thì mình mới trộn cái củ cải đỏ, củ cải trắng chung với nhau. Bạn lấy giấm pha đường vô. Đây nè, tùy theo khẩu vị mỗi người, nếu bạn pha giấm và đường cảm thấy cho nó hơi chua chua, nhẹ nhẹ, ngọt ngọt, vừa vừa là được rồi. Xong rồi là bỏ cái cà rốt với cái củ cải trắng mà mình đã rửa muối rồi đó, trộn chung nhau, bỏ ngâm vô. Trong vòng chưa đầy tiếng sau là mình có thể ăn được rồi. Đơn giản chỉ có vậy nha các bạn. Đó là cách làm dưa chua mà Việt Thảo làm. Còn cái gì đi chỉ nữa nè. À, cái nước sốt của ăn bò này Tú ơi. Cho xin nước sốt cưng, nước sốt đang thịt bò này. Cái này quan trọng lắm. Đây, cảm ơn. Và đây là nước sốt. Nước sốt này các bạn đến với phở ồ giá ăn, các bạn sẽ thấy rằng không giống với bất cứ nước sốt nào ở trên thế giới. Coi nước sốt ngang tôi húp nè. Nghe được cái mùi mặn của Maggi. Maggi là tên hiệu của một loại nước tương nha. Của Pháp nha, của Âu Châu nha. Việt Nam giờ có bán đầy đủ hết, nhiều loại lắm. Nói chung dùng nước tương nào mình thích. Bây giờ muốn cái nước tương mà cho nó bớt mặn thì mình còn cách mình thêm đường vô, chút xíu vô cho nó giảm lại. Nhưng mà đường không cách nào mà mình pha nhiều đến độ là nước tương nó có thể ngọt, nó dịu được. Chỉ có là mặn ngọt thôi à. Bằng cách là mình lấy cái mù tạt vàng, tức là yellow mustard. À, cái loại này đặc biệt nha. Bạn pha vô thì nó làm giảm cái độ mặn và làm chua. Rồi sau đó muốn béo thì sao? Thêm butter, tức là bơ, that's it. Đó là cái nước sốt mà hôm nay Việt Thảo hướng dẫn cho các bạn, để các bạn ở nhà có thể làm. Mình ăn với steak, mình ăn với thịt bò, mình ăn với bánh mì đều được cả nha. Hồi nãy tôi có giao kèo là tôi chỉ ăn nửa ổ bánh mì thôi, nhưng mà không ăn thì nó tiếc quá, có nó ngon quá nè. Có nước miếng kìa. Một cái nữa nha. Cho một cái nữa nha, nó gật đầu. Nè, bánh mì các bạn nhìn thấy không? Nó nổi hột nha. Nó nổi hột giống như nổi ốc á. Có. Vừa rồi nói chỉ cái gì hả? Làm bơ, ok. Lấy trồng đỏ. Trồng trắng, bỏ hay làm gì chuyện của bạn. Lấy trồng đỏ. Xong. Mình chuẩn bị chanh. Một ít chanh nha. Khi mà có chanh như vậy thì cái bơ mình đó, nó có cái chua nhẹ. Mình để chút xíu muối nha. Nêm chút xíu muối nữa. Và tỏi. Mình trộn vô nữa. Để chi? Cho nó thơm. Hỏi nhiêu? Nhiêu tùy ý mình. Thích thơm nhiều bỏ tỏi nhiều, thích mặn nhiều thì muối nhiều, thích chua nhiều chanh nhiều, đơn giản chỉ có vậy. Xong bạn đánh cái trứng.
đánh trứng cho nó vừa dậy nhẹ lên rồi bắt đầu dầu. Dầu là lấy vegetable oil, tức là cái dầu ăn mà dầu rau cải đó nha. Bạn dùng corn oil hay là dầu bắp, dầu gì cũng được nha, tùy. Nhưng mà đánh cái vegetable oil ăn nó nhẹ nhàng hơn. Thì bạn châm vô từ từ, khi nó kẹo sệt rồi châm vô từ từ. Rồi, bây giờ bạn muốn đánh bao nhiêu tùy ý bạn. Đánh ít thì cái mùi thơm trứng nó nhiều hơn, đậm đà hơn. Đánh dầu nhiều thì nó loãng ra, chỉ có vậy thôi. Đó là cách làm bơ của Việt Thảo. Bữa nay san sẻ cho quý vị và các bạn cùng nghe. Như vậy nha, hãy cùng làm, cùng ăn và cùng thèm giống như Việt Thảo để cho đời sống thăng hoa hơn.